Đó là một thời gian rất khó khăn của cả một đoàn phim chứ không phải khó khăn riêng của Trực hay là của bất kỳ cá nhân nào. Tất cả mọi người đếm từng ngày một để trông chờ cho bộ phim được ra rạp, bởi vì lúc đó như thông tin trên báo mọi người cũng đã biết đó là bộ phim bị vướng kiểm duyệt. Và tất cả mọi người đều rất là mong chờ và hy vọng là bộ phim sẽ được đến với khán giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vòng thứ hai của chương trình Khi hai là một. Vòng này mang tên là kỷ niệm, và trong vòng kỷ niệm này sẽ có những cái thử thách liên quan tới kỷ niệm, trò chơi nhìn hình trả lời câu hỏi. Khánh với lại Quốc Khánh sẽ lần lượt thảy cái chai này, nếu như mà ai thảy nó đứng được thì đồng đội của mình mới được trả lời câu hỏi đó. Đó, trả lời đúng thì được tính một điểm, ai là nhiều điểm hơn sẽ thắng. Ok, đây sẽ là những hình ảnh liên quan tới kỷ niệm của hai bạn, và trò chơi xin được phép bắt đầu. Trời ơi, easy game. Tới sáng mình còn game khác không? lấy giùm tôi Trực ơi. Yeah. À, đây là phim Kẻ Ăn Hồn, một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong con đường làm việc, Trực nghĩ là của Trực và cả Huy và tất cả những anh chị em trong ekip. Ok, rồi câu thứ hai. Quăng đi, tao chưa nhìn được cái hình. À trời ơi, cái địa danh mà em cởi đồ ra em đứng trước mũi thuyền em chụp hình đó Huy. Trời chơi chính nó văng ra ngoài quá. Yeah. Nó văng ra ngoài quá. Yeah. Trời hay vậy Khánh ơi, chỉ tôi chơi với coi. Sông Nho Quế. Ôi, tôi được một cái rồi nha, rồi cho không cái đó chơi lúc mà chưa có câu hỏi rồi chơi lại đó. Đây là con vật gì hả? Con ong ruồi. Xong rồi trả lời đi. Ủa, con đom đóm. Ai vậy? Tôi được rồi. Hãy cứ tôi được rồi, tôi đụng tay vô nó rớt. Trả lời đi. Cậu Khảm. Có được một điểm mà mừng quá. Ôi trời, dễ luôn. Dạ, này là tranh đám cưới chuột. Ai trời ơi. Cố lên Khánh. Cố lên. Khánh chơi mà cọc luôn, mặt cọc luôn. Sao mà để hết cái thời gian này được. Yes. Ok, tiếp. Quang Hà đã đóng vai Giao Ánh trong phim Em Và Trịnh. Wow. Lời của một bài hát. Yippee. Ủa sao cái đáy nó bị gì rồi? Nhưng mà lỡ được rồi. Gợi ý đi. Cùng anh băng qua bao đại dương. Cùng anh đi vượt ngàn con đường. Yeah. Wow. Huy nghĩ trong cái đợt phim Kẻ Ăn Hồn đi City Tour thì đúng rồi, nhưng mà ngày nào? 22. Yeah. Trời ơi, này tao mới đăng hôm bữa nè. Bị tháo khớp nách quá. Tiếp. Ở đâu? Ở phim trường để quay chương trình chinh phục thực khách Nhà Bè. Bạn nhớ sai rồi. Ở quận 9. Ghê trời. Ba tụi mình kết hợp quá ok. Yeah. Bạn có xua là trò này là của bạn không? Xua, nhưng mà cái đích nó bị vấn đề. Hồi nãy hình như cái trò này là của bạn đúng không? Là biến chơi. Đây tôi thề là đây là lần đầu tiên tôi chơi cái trò này luôn á. Ok, một lần nữa chúc mừng Võ Điền Nha Huy. Và không biết được là trong những cái bức hình vừa rồi các bạn xem, có một cái bức hình nào đó mà tạo cho các bạn có những cái kỷ niệm nào đó không? Em nghĩ là tấm nào cũng có nhiều kỷ niệm á, tại vì hầu như wow. Không, tại vì thật ra những cái tấm hình không đó... thật ra về nguyên lý thì đúng, có hình là phải có kỷ niệm. Đúng rồi, ý là đang hỏi nhất á, kiểu nào mà kiểu nhìn nhất, ôi sao mà mũi lòng quá, hiểu mũi lòng quá. Thôi tấm nào cũng có kỷ niệm á, tại vì hầu như những tấm ảnh đó đều liên quan đến dự án của em với anh Trực. Mà một cái dự án đó nó rất là khó khăn, tại vì nó ở trên rừng và mọi người phải ngủ liều chung với nhau, ở chỉ có điện nhưng mà không có sinh hoạt được quá nhiều thứ như ở thành thị, cho nên là rất là nhiều kỷ niệm khi mình nhìn lại những bức ảnh đó. Nhưng mà lúc mà mình ngủ lều thì là Huy ngủ với ai? Ngủ với anh Trực. Tình đồng chí. Súng bên súng, đầu gác bên đầu. Đêm gối chung chăn thành đôi chi kỷ. Hay quá. Rồi còn Trực, cái hình ảnh nào mà Trực cảm thấy nó tạo cho Trực nhiều kỷ niệm nhất? Về hình ảnh của cậu Khảm. Và đó là tấm thứ nhất. Tấm thứ hai mà nhiều kỷ niệm nhất là tấm poster của Kẻ Ăn Hồn.
Cậu Khảm là một nhân vật mà mọi người hay nói với Trực là vai diễn này nhẹ ký so với Trực. Cũng một vài người nói như thế, nhưng mà đối với Trực không có vai diễn nào là nhẹ ký cả. Và tất cả những vai diễn mà Trực diễn thường thì Trực sẽ dùng hết tất cả những cái gì mà Trực có vốn kiến thức, cũng giống như là những cái gì mà mình quan sát được trong khoảng thời gian trước đó, để mình áp dụng vào nhân vật, cho nên không vai diễn nào là dễ. Còn thứ hai là kẻ ân hồn poster. Bởi vì sao Trực ấn tượng với cái đó? Bởi vì đó là một thời gian rất khó khăn. Khó khăn của cả một đoàn phim, chứ không phải khó khăn riêng của Trực hay là của bất kỳ cá nhân nào. Tất cả mọi người đếm từng ngày một để trông chờ cho bộ phim được ra rạp. Bởi vì lúc đó như thông tin trên báo mọi người cũng đã biết, đó là bộ phim bị vướng kiểm duyệt. Và tất cả mọi người đều rất là mong chờ và hy vọng là bộ phim sẽ được đến với khán giả. Và may mắn thì bộ phim cũng đến với khán giả. Và may mắn hơn nữa là khán giả cũng đón nhận bộ phim. Dạ, chính xác là như vậy. Và rõ ràng là sau thành công của Kẻ Ăn Hồn, ngoài cái việc là sản phẩm đó đến gần hơn với khán giả thì các bạn cũng đến gần hơn với nhau, đúng không ạ? Tôi không biết là may mắn hay là cố tình mà tất cả những dự án phim đều có mặt hai bạn này. Ý là anh nghĩ nha, cái đó anh nghĩ là có một cái sự cố gắng của Trực hả? Có cái dụ là người ta, ví dụ là người ta chỉ mới mời Trực thôi thì Trực nói là Trực muốn đồng hành và làm việc chung với Huy. Nhưng nếu mà người ta chỉ mời riêng Huy thôi, Huy nó muốn ngủ chung liều với Trực. Huy không nói, Huy chỉ đi nói với Trực là sắp tới là có người mời về. Trực sẽ chủ động đi kiếm người đó để nói là tôi cũng muốn đóng chung với lại Huy. Đúng. Chứ là Huy không làm gì đó nha. Là tất cả mọi thứ là từ phía Trực hết. Tức là cái vai cậu Khảm đôi khi là bạn bè xung quanh nói là có vẻ là không hợp với Trực, nhưng mà không, tôi đóng vai này vì Huy. Đúng rồi, đúng rồi. Hai người đồng hành cùng với nhau một khoảng thời gian với những cái dự án mà không biết là người bạn ở ngoài nữa, nên là chắc chắn các bạn có rất là nhiều kỷ niệm. Và như các bạn cũng thấy thì đây là những cái kỷ niệm cá nhân của hai bạn thôi, nhưng quan trọng hết là kỷ niệm nó chưa nói được cái gì cả. Quan trọng là cái phần 3 của chương trình tên gì nè? Nương tựa. Nương tựa. Hay quá, hay quá. Có coi chương trình, có coi chương trình, có coi chương trình.